Chiều ngày 14 tháng 7, nhận được tin báo về vụ tai nạn trong lúc làm việc trên biển, làm anh Phạm Thanh Cường, sinh năm 2000, quê quán huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, bị gãy xương đùi khi đi trên tàu cá BT97286TS do bà Quỳnh Thị Bích Phượng, ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm chủ. Thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 7, lúc này tàu cách bờ khoảng 200 hải lý, đang trên đường đưa người bị nạn vào bờ, thì phương tiện gặp sóng to gió lớn. Chủ tàu liền báo tin cho Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cơ động ra vị trí tiếp ứng cứu nạn. Tàu tuần tra đơn vị nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn vào bờ an toàn để tiếp tục cấp cứu điều trị. Được biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã cứu nạn thành công 2 vụ kịp thời, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.